Đây nha các bác nha, bây giờ là 8 giờ tối này. Sau khi đi ăn cưới về, em sẽ bắt một cái đôi này ra để em bón. À, dạ, mẹ nó u con. Mẹ nó u con anh em ạ. Mẹ nó u con. Đây. Mẹ nó u con. Em không biết là con nó to chưa nhưng mà em sẽ bỏ bắt ra để em bón. Đôi này là đôi tông số số 14. Đôi này là đôi âm đồng diều xịn sò luôn nhé. Bắt ra. Bắt ra để bón. Quay cho các bác cũng khá là cụ thể. Mẹ nó đang u con này. Em sẽ là người bắt trực tiếp. Tầm này là bón là đẹp rồi. Anh em là bón được thì lấy đôi này nhá. Đôi khi mình bắt đi sớm thì mẹ nó lại đi đẻ sớm thì nó sẽ tăng hiệu suất sinh sản lên các bác nhé. Ok. Đấy. Rất là hiệu quả trong vấn đề nuôi sinh sản. Đấy. Mẹ vẫn nuôi con bình thường. Đúng tầm tòe đông xin. Đã, che nó vào. Tiếp tục đi ảnh nó mới. Em bắt ra cái tầm này nó bón thì nó mới vừa tầm. Nếu bắt nó cứng quá nhiều khi là báo cáo với các bác là nó cứng quá nhiều khi sau này chim nó cũng nhát, nó không lên khách được. Đôi khi chúng ta chịu khó chúng ta bón sớm một tí thì con chim nó sẽ rất là khỏe. Đấy. Thì họ để đây nhỡ nó bò ra nó rơi xuống nó vỡ diều. Kinh nghiệm xương máu thôi. Đây. Đây. Em lấy cái lót ổn. Mới. Đây. Lót ổn mới cho nó vào đây. Đây. Cảm ơn nha. Đúng tầm bón luôn, đúng tầm tòe đông xin luôn. Chân móng không nỗi tật gì. Đôi này đôi đồng diều nhé. Như vậy là chú Thao luôn luôn có những cái chia sẻ rất là thực tế. Báo cáo với chú các bác là hôm nay là thứ hôm nay chả biết là thứ năm hay nào, thứ năm thì hôm nay là gọi là ngày mùng sáu tháng 12. Đó. Thì em sẽ xuống ổ. Đấy. Đôi này thì đôi nữa là nó dài, đôi zin có trông có máy, giọng đồng diều. Đây, bác nào mà thực sự muốn bón, đấy, đây các bác nhìn này, cái lông của nó đúng tầm còn đang răng nược đây này. Đấy, thế chỉ cần 3 ngày nữa là bắt đầu nó tòe rồi. Tòe rồi thì nó lại bắt đầu tấp, nó bắt đầu nó tấp cái mỏ này này, thì là có nghĩa là nó đã biết nhát nhát rồi. Còn nếu như anh em mà bây giờ bắt ra mà nó còn chưa nghe nào thì như mắt nó mới mở được mấy hôm nay thôi. Dòng này em nghĩ chắc nó chỉ được khoảng 7 ngày tuổi. Đấy. Đấy. Theo kinh nghiệm của em thì con này con trống này, con này là có cái chấm đen này, nó đen hơn này. Đấy. 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 Thì là
thế thôi, cứ đều đều thôi, phục vụ anh em. Tóm lại là chim thì mình nuôi bố mẹ hay thì nó sẽ ra con hay, mà bán chim hay thì anh em mua rồi thì anh em thấy hay thì lại giới thiệu cho bạn bè người thân thì lại hay, thì kênh lại có người xem, rồi nhiều người đăng ký, rồi mình cứ ngày càng phát triển lên đấy. Đấy. Thì cũng cái đôi này thì bác nào mà thực sự mà muốn tìm đến những giống chim hay mà bón được thì gọi riêng cho chú Thao nhá. Đấy, em cũng xin phép là không đăng giá ở cái video này, bởi vì trong đầu em nó có hai phương án. Một là bản thân em sẽ bón và để lại đôi này. Phương án thứ hai là nếu như anh em nào thực sự tìm đến một cái giá trị thực sự, cái dòng đồng diều nhá, mà có khả năng bón được. Đấy. Đấy. Hoặc nếu như không bón được nhá, thì em sẽ gửi cái đôi này vào một đôi vú nuôi bố mẹ, và em sẽ gửi kèm theo đôi vú nuôi bố mẹ. Thì bác đấy là yên tâm là vừa nuôi vú nuôi mà bộ vú nuôi nó vẫn bón đôi này cho các bác, mà hàng ngày các bác cứ bắt ra bác vào sơ soạn thì nó cũng là thành đôi chim thuần. Đấy là em chỉ cho các bác một cách là mình lợi dụng cái độ thuần của con vú nuôi thì mình có thể là mình bón cùng với con vú nuôi nó nuôi. Thì một cái ưu điểm của phương pháp này thì là làm gì, là gần như rủi ro của nó bằng không, mà mình vẫn đạt được cái độ tuổi độ thuần của con chim. Nếu như mà chúng ta không dùng độ cái sự khéo léo của con vú nuôi thì đương nhiên là chúng ta sẽ người nào phải khéo nuôi được bộ thì là cái điều tốt nhất, nhưng không phải ai cũng như ai, đúng không ạ? Đấy, em chia sẻ một cái mẹo bản thân em ở đây cũng dùng như vậy thôi. Nghĩa là những đôi nào mà em muốn nó thuần thì đầu tiên em cứ bắt ra xong bắt đầu em bón, và cảm giác như kiểu nó con chim nó còn khó bón, nó rét, nó lạnh, hoặc là nó mình cảm giác không yên tâm thì mình lại gửi lại bố mẹ nó mớm khoảng một tí, xong mình lại nhấc ra xong bắt đầu là mình bón một tí xong mình lại gửi vào. Nghĩa là bố mẹ nó cũng hoàn toàn không quên được con của nó, và bản thân con chim này khi mà mình cứ bắt ra bắt vào mình cùng bón như vậy thì bản thân con chim nó là sẽ rất thuần về sau mà sẽ lên khách, mà hình như là không có cái vấn đề rủi ro. Còn nếu như các bác bón một mình bón không mà không có sự hỗ trợ của bố mẹ nó hoặc là bố mẹ vú nuôi thì có hai chưa phương án. Một là nó rất thuần, nhưng có thể là đối với những bác là có kinh nghiệm bón và bón khéo. Còn với những các bác mà chưa tự tin lắm thì chúng ta lên tính phương án là gửi vào bố mẹ nó, hoặc là mình gửi vào bố mẹ vú nuôi. Ví dụ như đôi 14 âm đồng diều này thì em nhớ nó là ở đây rồi. Thì ví dụ như mai mà em cảm thấy nuôi nó không yên tâm lắm thì em lại thả nó vào. Em lại bỏ cái này ra. Đây đôi 14 đồng diều này. Em lại bỏ cái này ra, em lại thả nó vào. Thì cái hơi mẹ con của nó vẫn còn. Thì nó sẽ mơ mớm. À, tiện đây ngó luôn cái đôi 15 này. Đôi 15 với đôi 14 là hai đôi đồng diều. Đâm ra là em phải nhốt riêng vào cái lồng to này. Đây, em nhìn thấy vỏ trứng rơi rồi, chắc là nó nở rồi. Vỏ trứng rơi như này là nở rồi. Đây, bên này một vỏ này. Bên kia một vỏ này. Đấy. Em được ngó thử xem là nó có gì không. À, nở rồi. Báo cáo với anh em là nở rồi nhé. Nó đang u con. Mình không dám động vào nhiều. Nhiều nó dỗi là nó dỗi là nó vảy con xuống dưới là chết, là lại phí mất một lứa. Úi đấy mày này, vừa nói xong. Đấy, vừa nói xong. Đâu rồi? Mình cũng không hiểu vì sao nó lại đã quay thì quay một thế luôn. Thế như một con nó rơi xuống rồi anh em. À, một quả chưa nở. Còn một quả nở rồi. Nghe bây giờ cái dòng này đôi này nó chuyên ra mà nó vảy một con xuống.
Đấy. Trứng này là đấy, như vậy là em sẽ nhặt, em sẽ đỡ một đỡ nó khỏi bị ngửa bụng. Đấy. Sau đó em sẽ thả vào máy ấp. Thì đôi này nó cũng mổ mỏ rồi. Đôi này khả năng nứa này em sẽ đi gửi vú nuôi luôn. Gửi vú nuôi luôn. Bởi vì là nó đã có hơi tay của mình vào rồi mà bây giờ mình không nhặt ra là báo cáo với các bác là nó sẽ hỏng mất nứa này. Mà rồi, cho mày đi. Đây. Con đây. Đó. Như vậy là con nó đây và mình sẽ đi gửi luôn. Trứng của nó thì mình sẽ cho vào máy ấp. Trứng của nó mình sẽ cho vào máy ấp các bác nhá. Đây, con đây. Con đây. Trứng của nó này là quả này thì nó đang mổ mỏ rồi. Đây. Nó mổ mỏ rồi anh em nhé. Cho vào máy ấp. Đấy. Còn con của nó thì đương nhiên mình đi gửi rồi. Đấy. Ok, mình sẽ ra gửi vú nuôi. Bác nào mà có cần phải chia sẻ những cái kinh nghiệm nuôi chim cu sinh sản thì chú Thao luôn luôn đồng hành cùng với mọi người vẫn còn cái đam mê dòng chim cu gáy này. Đấy. Nếu như mà có sự hỗ trợ, có sự gợi ý hoặc là cần thiết, các bạn cứ không ngại gọi đến những cái số tổng đài đây, tổng đài chim cu đây. Đấy. Đấy, gọi cho chồng cũng được, gọi cho vợ cũng được, nhưng mà chỉ tập trung vào chuyện chim cu gáy thôi nhá. Đấy, nói vui đấy, cả hài hước cho tí cho các bác. Còn với đấy các bác, đấy, những cái dàn chim bố mẹ âm của em ở đây là rất là nhiều. Đấy, đều ghi chép tất cả gia phả lại nhé các bác nhé, không có cái yên tâm. Đấy. Đấy. Gia phả đều đặn luôn. Ok, em sẽ kết thúc video ở đây để em đi gửi cái con chim